lần này khó thế. Ngồi từ nãy giờ 5 phút rồi chưa được chữ nào vào đầu. Mày học được tận 5 phút. Còn 5 phút mà mày làm như 5 tiếng á. 5 phút không vào đầu được chữ nào là đúng rồi. Cái đồ lười biếng. Gì? Nãy giờ tao viết bài 5 phút, ngồi ăn bim bim 10 phút, ngồi nghỉ 20 phút, rồi lại học văn 5 phút. Học tận 10 phút thế, không chăm chỉ thì là gì? Gì đấy? Tao nói đúng mà sao nhìn ghê thế? Thôi mày im cái mồm mày đi. Mày nói nữa nha. Tao nhét tức thối cái mồm mày đấy. Học được có 10 phút mà làm như kiểu là mình học được 10 tiếng rồi đấy. Oai lắm đấy. Rất chi là lộm nhộm đấy. Gì đấy? Ê chúng mày ơi, trường bên đang có cuộc thi diễn kịch giữa các lớp. Có cả vở kịch Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn đấy. Trường bên đấy thì năm nào chả tổ chức. Mà người ta tổ chức các lớp. Còn trường mình thì tổ chức mỗi khối thôi, chả. Nhưng mà tao vẫn thắc mắc nhá. Là trong tất cả các vở kịch thì cái vở kịch mà Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn ấy là được điều động người diễn nhiều nhất. Thế nếu mà như thế thì khi mà có giải thì sẽ chia tiền như nào? Chắc được ít lắm. Mày thôi đi. Sống vật chất vừa thôi. Người ta là có máu nghệ thuật. Diễn vì đam mê. Bớt vật chất đi. Chắc ai cũng vì đam mê như mày đấy. Úi giời ơi. Được cái nó đam mê ấy, mà không ai thì mời diễn. Này, mày kiếm chuyện với tao đây à? Bớt chọc ngoáy lại đi nhá. Tao chỉ nói sự thật thôi. Lêu lêu không ai mời đóng. Mày thôi đi. Nhưng mà tao vẫn thắc mắc, không hiểu sao Hoàng Tử lại có thể yêu Bạch Tuyết. Vì trong chuyện tác giả chỉ kể rằng Hoàng Tử gặp Bạch Tuyết khi Bạch Tuyết đang trúng độc và chết đi. Bạch Tuyết cũng đẹp đấy. Hoàng Tử cũng có thể bị hút hồn bởi vẻ đẹp đó. Thế nhưng mà tình yêu đích thực làm hóa giải lời nguyền thì nó có miễn cưỡng quá không nhở? Bởi vì lúc đó Bạch Tuyết chỉ là một cái xác không hồn thôi mà. Mày nói cũng đúng. Thế tại sao Hoàng Tử lại yêu Bạch Tuyết? Why? Một câu hỏi hay của mày khiến bọn tao phải suy nghĩ nhiều đấy. Tao biết rồi. Tao biết tại sao Hoàng Tử yêu Bạch Tuyết rồi. Tại sao mày biết? Mày thử phát biểu bọn tao nghe xem nào. Listen, nghe này. Theo tao nghĩ, Hoàng Tử và Bạch Tuyết đã gặp nhau trước một ngày khi Bạch Tuyết bị hạ độc. Tuy bây giờ mình không còn là công chúa nữa, nhưng không hiểu sao mình lại cảm thấy vui. So với việc sống trong cung điện xa hoa nhưng ngột ngạt, thì mình lại cảm thấy sống trong một ngôi nhà nhỏ và hít thở bầu không khí trong lành này làm cho mình cảm thấy thoải mái hơn. Bầu không khí trong lành quá. Ôi ôi, mùi cái chó ở đâu đây? Trong rừng mà cũng có diễn hài nữa à? Tự nhiên ở đâu nhảy ra đây xong rồi ngã sấp mặt. Ê chàng gì ơi, diễn trong rừng không có ai xem đâu. Ê hả? Cái gì á? Cứu ta với. Hả? Hả? Cú á? Ai đấy? Ai rồi? Ai rồi? Chàng thấy ta cú như vậy đã được chưa? Ai rồi? Cứu là cứu ta. Hả? Cú cứu. Chàng bảo ta cứu chàng hả? Trời ơi, sao không nói sớm? Có cái miệng làm gì không biết. Nhưng mà ta có thể giúp gì cho chàng? Ta khát nước quá. Ồ, chàng khát nước sao? Có nước cho chàng rồi. Ôi, ôi trời ơi, trời ơi. Ui 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 ui. Chàng sao thế? Nước của chàng đây. Nước này chắc là tinh hoa của trời, của đất, của sương, của mưa để lại đấy. Ra xin. Mà không chừng trong này có cả nước tiểu của động vật. Rất bổ dưỡng. Cái gì? Chàng làm gì đấy? Chàng có biết nước này mặc dù không sạch nhưng mà nó là thứ có thể cứu sống chàng bây giờ không? Chàng phun ra như thế thì không có gáo nước nào thứ hai đâu. Với cả chàng nên nhớ rằng ấy, ở đây là rừng chứ không phải ở nhà chàng đâu mà đòi hỏi nhá. Ôi, ta cảm ơn nàng. Ta uống nước xong ta khỏe rồi. Cho ta đi nhá. Dạ, chàng đi cẩn thận ạ. Ngại quá. Ta đi lạc ở trong cái rừng này, vừa khát vừa đói. Nhưng mà chắc là nàng cũng chả có thức ăn. Ai nói ta không có. Đây, đồ ăn của chàng đây. Hả? Nàng cất ở đâu hay thế? Ta cất ở lưng váy đó. Chiếc bánh này ta cũng cất được 1 tuần rồi. Này, chàng ăn đi. Ta nghĩ là ta ổn. Ta không cần ăn nó đâu. Chàng đừng ngại mà. Hay là để ta đút cho chàng ăn nhá. Đấy, chính bởi vì cái sự kiện hôm đó mà hoàng tử đã khắc in hình bóng của Bạch Tuyết ở trong đầu. Trong thâm tâm của hoàng tử ấy, Bạch Tuyết là một cô gái tốt bụng, là ân nhân. Đấy, nên chính vì thế khi mà hoàng tử gặp Bạch Tuyết trong khi Bạch Tuyết đã chết ấy, thì cái cảm xúc nó trỗi dậy. Thế là yêu, thế rồi. Nghe nó xàm nhờ. Trí tưởng tượng của mày cũng phong phú đấy. Không hay. Mày kể vô lý. Theo tao ấy thì đúng là hoàng tử và Bạch Tuyết gặp nhau trước khi Bạch Tuyết ăn táo độc rồi. Nhưng mà ấy, chuyện nó phải như này này. Cuộc sống ở đây thật yên bình và không ồn ào. Này! Chàng là ai mà gây ồn ào nơi này quá vậy? Tránh ra đi! Hả? Ui! 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 Này! Không đùa đâu nhá! Nàng có nhường đường cho ta đi không? Bị cái gì đấy? Người ta đang nhường đường mà. Này nhá, đừng có ỷ đẹp mà ăn hiếp người ta. Người ta thích lắm. Ủa, thần kinh, né ra. Này, không đùa nhá, bực rồi đấy. Kiểu gì đấy, người ta đang né mà. Ui ôi, tránh ra đi, có con chó đang đuổi tôi, nó cắn chết tôi bây giờ đây. Ui, tránh ra. Tiếng kêu thấu trời mà nghe thấy ghê. Ôi, trái tim bé bỏng của tôi. Này, tôi là thợ săn nhưng mà tôi bị yếu tim đấy nhá. Hết cả hồn à. Ôi ôi. Này, cái này không phải lỗi do ta đâu nhá. Đi đây. Kể từ đó, hoàng tử luôn hờn ghét Bạch Tuyết. Mỗi đêm hoàng tử nhớ về khuôn mặt của Bạch Tuyết như in. Người ta bảo lại, ghét của nào trời trao của đấy. Chính vì thế hoàng tử dần dần từ hờn ghét chuyển qua yêu Bạch Tuyết. Và khi nhìn thấy Bạch Tuyết nằm bất động trong rừng, hoàng tử mới biết mình yêu Bạch Tuyết đến nhường nào và trao cho nàng một nụ hôn. Vậy cũng được á? Cái chuyện nó vô lý như thế mà mày cũng nghĩ ra được? Này, sao tự nhiên mày chèn hình ảnh tao làm thợ săn vào làm cái gì? Thì tao thích tạo nét khác biệt. Tao không thích làm thợ săn. Này, cái lý do mà mày kể nó còn xàm hơn cả cái lý do của tao đấy. Bó tay. Để tao kể cho. Tao nghĩ suy nghĩ của tao là đúng nhất. Rồi mày kể đây. Thì nó như thế này này. Này, dạo này có khỏe không cưng? À khỏe à? Khỏe là tốt rồi. Mà này chị bảo nhá, từ lần sau có đi vệ sinh ấy thì lựa chỗ nào thoáng mát mà đi. Đừng có cưỡi lên đầu lên cổ chị mà đi nhá. Lần sau mà còn thế nhá, chị đè đầu chị tát cái đấy nhá. Tuy mình là chim ấy nhưng mà mình cũng phải có phép lịch sự với cả lòng tự trọng, em hiểu không? Nó một lần thôi đấy, lần sau mà còn thế nữa nhá, tát cho cái đấy, nhớ chưa? Wow, nàng ấy thật xinh đẹp. Nàng ấy là con nhà ai vậy nhỉ? Sao lại ở trong rừng một mình? Mà nàng đang nói chuyện với ai đấy? Làm gì có ai đâu. Không lẽ đây là hậu quả của việc ở trong rừng quá lâu à? Tình mà điên. Ừ, chị hiểu rồi. Đàn bà con gái với nhau cứ phải nói nhiều nhá. Trời ơi, đừng có nói thế, chị ngại. Mình có nên đi tìm bác sĩ thần kinh cho nàng ấy không nhỉ? Ghê quá. Cái gì á? Em bảo chị hát hay á. Ui giời, cảm ơn nhá, ngại thế. Thôi đã bảo là không hát rồi thì cứ năn nỉ cơ. Đã bảo là không rồi, khen người ta xinh, hát hay làm cái gì. Thôi được rồi, này là nể em lắm đấy, chị mới hát cho nghe nhá. Hát một tí rồi đấy nhá. Trời ơi. Ô, nàng định hát à? Chắc hẳn là giọng hát của nàng ấy hay lắm đây. Mình thật là vinh dự khi được nghe nàng ấy hát. Thôi được rồi, hát cho nghe nhá, một lần thôi đấy. Con mưa xuân, con mưa đàn tình. Mùa xuân đến với bao nhiêu say mê yêu thương đậm đà. Ra 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 ra, em xe không ở đây này, anh biết phải đàn chơi đây. Đâu đó nỗi buồn, cùng đàn dùng đôi tay lau nước mắt rồi. Hãy chào cho anh, chứ anh đang mong chờ. Ô, xong, à, chí, mạng quá, xíu. Kể từ hôm đó, hoàng tử đã nhớ Bạch Tuyết mãi mãi không bao giờ quên. Cho nên mới dẫn đến tình trạng hoàng tử yêu Bạch Tuyết vô bờ bến. Thôi, bọn mày tào lao nó vừa thôi nhá. Theo câu chuyện chúng mày kể, hoàng tử và Bạch Tuyết có gặp nhau á, có hiểu nhau vào mắt nhá, thấy chả chạy mất dép rồi. Thì đấy cũng chỉ là tưởng tượng của bọn tao thôi, làm gì căng thế. Đúng, trí tưởng tượng nó phải phong phú. Mày im đi, cả mày nữa. Tưởng tượng mày hợp lý chút chứ. Tao đây này, tao không bao giờ có chuyện tao hát dở được nhá. Ồ hay, thế bọn tao cũng không phải là tác giả đâu, mà biết là cái câu chuyện nào nó hợp lý. Không biết thì mày phải im nhá. Để tao kể ra đây này, hoàng tử và Bạch Tuyết ấy gặp nhau sẽ như này này. Ôi. Thôi cái gì mà thôi, bọn mày kể được thì phải để cho tao kể chứ. 9 giờ rồi thì kể cái gì nữa hả? Muộn rồi. Thôi đừng kể nữa, muộn rồi đấy. Tao còn chưa học xong ngữ văn này. Ông nói chung là ông tác giả, ông viết yêu ai thì yêu, kệ ông ấy. Mà này, tao không biết Bạch Tuyết và hoàng tử yêu nhau như thế nào, nhưng mà ngày mai không làm được bài thì tao biết lý do tại sao đấy. Vì sao? Vì ngày mai kiểm tra mà chúng mày cứ Bạch Tuyết với hoàng tử như này này, làm bài kiểu gì? Mấy cái gì hả? Tại mày ấy. Tự nhiên mày đặt ra câu hỏi đây làm gì? Để chúng nó cứ kể này kể nọ. Ô hay, thế tao đặt câu hỏi, chúng mày cũng hưởng ứng mà đúng không? Bây giờ để đổ thừa cho tao, rất đoái oăm đấy. Chả mày thì ai? Ô hay, chúng mày rất là ngang ngược đấy. Không phải tại mày đấy.